cảm thấy ở đây không an toàn lắm, tôi sẽ khóa cửa trước. Ai đến muộn thế? đã quá muộn rồi, hãy ra ngoài nhanh lên. sao anh ấy đổ mồ hôi đầm đìa vậy? việc gấp nên tôi chạy qua đây. chuyện gì đã xảy ra với cánh tay của anh vậy? tôi bị mèo rừng trong làng cào đó. Anh thực sự đang mang theo một con dao ư? Cô không cần phải lo về điều này đâu. Sao lại có vết máu trên quần của anh vậy? Là bùn đỏ trong làng thôi. Anh có thể cho tôi xem chiếc vòng cổ này được không? Không, điều này rất quan trọng. Đi theo tôi ngay, không có thời gian đâu. Tôi theo anh ta ra khỏi làng, sau khi anh ta giải cứu tôi, anh ta đi cứu chị gái tôi, nhưng anh ta đã chậm một bước. Dù được cứu nhưng chị ấy đã bị tổn thương, tự kỳ im lặng và sợ tiếp xúc với người khác ơi, tôi thực sự hy vọng chị ấy sẽ khỏe lại. Công an đã phá án một vụ buôn người và các nạn nhân đã được giải cứu. Có người tới rồi, tôi đi trước đây. Cô phải đi sớm nha. Thật kỳ lạ, lại có người gõ cửa. Cô bé, nguy hiểm lắm, mau ra ngoài đi. Tay gì có bị đau không? Chính tôi đã vô tình bị thương tại sao dì lại cầm sợi dây vậy dây này dùng để buộc gà đó mà cô bé này là ai vậy con bé là con gái tôi đó tại sao dì lại cười tôi không cười cô hiểu sai rồi chiếc kẹp tóc trên đầu không phải của dì phải không Sao tôi không thể kẹp nó chứ? Cô có thể giúp tôi một việc được không? Tôi cũng sẽ giúp lại cô. Hóa ra cô ấy muốn chúng tôi đưa con gái cô ấy đi cùng, đổi lại cô ấy sẽ dẫn đường đưa chúng tôi trốn khỏi làng. Chẳng mấy chốc tôi đã tìm thấy chị gái mình, trên đường ra khỏi làng tôi đã gặp lại người đàn ông đó. Hóa ra lúc ấy anh ấy mặc thường phục, tôi và chị gái trốn khỏi làng đến đường công an. May mắn thay, chị gái tôi vẫn khỏe mạnh, khi bị bắt, Chị ấy chú ý đến đặc điểm của thành trì làng, dựa trên thông tin của chị ấy, cảnh sát đã triệt phá hang ổ tội phạm. Cảm ơn người dân có liên quan đã giúp lực lượng công an triệt phá ổ tội phạm. Bạn đang xem kênh mây chơi Game rất